Qua ba đời chồng vẫn khóc ròng khi gặp người thứ tư vì một chuyện khó nói. Cô Xanh 50 tuổi bị chồng bí mật thay khóa cửa, khiến cô không thể vào nhà được. Cô phải tá túc nhà một người bạn sau ca làm ban đêm, hôm sau mới có thể đi cùng bạn về nói chuyện với chồng. Chú Công là người chồng thứ tư của cô. Sau khi người chồng đầu tiên qua đời vì bệnh tật, cô Xanh sống cùng con gái. Khi con gái lớn, cô tìm được ý trung nhân nên lấy chồng là người sống khác tỉnh. Người đàn ông đó không muốn rời quê hương đi lập nghiệp nơi khác nên hai người cứ ở xa nhau. Con gái không muốn thấy mẹ sống cảnh một mình chồng có cũng như không nên thuyết phục mẹ tìm một người chồng khác dưới sự thuyết phục của con gái cô xanh bắt đầu tìm kiếm một người bạn đời khác phù hợp nhưng rất khó để tìm được một người phù hợp đặc biệt là khi bạn tái hôn có rất nhiều thứ phải cân nhắc trên con đường tái hôn bạn không chỉ cần nghĩ đến bản thân mà còn phải quan tâm đến những điều khác nữa gia đình và con cái người chồng kế tiếp của cô xanh lúc quen biết thì thấy cũng không đến nỗi nào nhưng khi kết hôn rồi mới nhận thấy thói quen sinh hoạt của hai người không hợp nhau cô xanh lại chia tay trong hòa bình kết thúc cuộc hôn nhân chỉ vòn vẹn có 3 tháng đến người chồng thứ tư cô xanh quen biết nhờ quẹt áp hẹn hò chú công người chồng thứ tư của cô làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu công việc hàng ngày khá vất vả cô xanh là vợ thứ hai của chú trước đó chú đã kết hôn nhưng vợ cũ là người rất nóng tính họ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh có lúc họ còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay sau nhiều năm chung sống mệt mỏi cuối cùng hai người quyết định ly hôn để được yên thân lúc xế chiều vợ cũ của chú công tìm ngay được người mới sau khi ly hôn thấy vợ đã tìm được mối tốt chú công cảm giác mình kém hơn vợ cũ nên lập tức tìm người để kết hôn chú quẹt áp hẹn hò rồi gặp được cô xanh cảm thấy hợp nhau nên hẹn gặp. Vì cả hai đều đã lớn tuổi, lại đang độc thân nên chỉ cần điều kiện tương đồng lại có ý định nghiêm túc, họ thấy dễ chấp nhận nhau, cô chú quyết định kết hôn, cho rằng đã tìm được đúng người. Ban đầu họ đều mong sẽ tìm được người cùng sưởi ấm, bổ sung ưu nhược điểm cho nhau, hy vọng có người chăm sóc, đồng hành cùng mình đến già, nhưng cuộc sống sau khi kết hôn lại không như ý muốn, chú không muốn một người phụ nữ chăm sóc chú, bởi vì công việc của chú vất vả, ngày nào cũng phải muộn. Chú hy vọng vào một người vợ có thể nấu ăn cho mình, mang lại hơi ấm cho gia đình, vậy nhưng mỗi ngày trở về, chú nhận ra rằng cô đều không ở nhà, bếp núc nguội lạnh, nhà cửa bừa bộn không ai dọn, chẳng khác gì hồi chưa lấy vợ. Thì ra cô xanh tìm việc làm thêm ca đêm, cô nói, con gái lấy chồng ở xa cuộc sống rất khó khăn, ông ấy, chú công lại không đưa tôi tiền, tôi phải đi làm thêm để có thể hỗ trợ cho con gái, cho cuộc sống nó bất khổ, nghe vợ giải thích chú công vẫn không xuôi mà đề nghị ly hôn. Lúc này cô mới quỳ xuống khóc lóc van xin chồng đừng hành hạ mình nữa khi thốt lên rằng, vợ chồng trẻ còn không đến mức thế. Hóa ra chú công 59 tuổi nhưng vẫn bị ám ảnh rất nhiều bởi chuyện sinh hoạt vợ chồng và thường xuyên đòi ân ái, ở tuổi này chú vẫn có sức khỏe tốt cơ thể cường tráng như trai trẻ bởi vậy cô không chịu nổi sự máu lửa của chồng mỗi đêm con gái khó khăn là một phần nhưng đây mới là lý do lớn nhất khiến cô xanh phải xin đi làm ca đêm vì không được vợ đáp ứng nên chú công không muốn cuộc hôn nhân này nữa sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ đã qua đến bốn đời chồng không muốn thêm một lần ly hôn nên cô xanh không muốn từ bỏ dưới sự hòa giải của một người bạn cùng cô về gặp chú hai người đã thỏa thuận sẽ tiếp tục chung sống nỗ lực hơn nữa để được hòa thuận và hòa hợp với nhau chú sẽ chu cấp thêm cho cô mỗi tháng 8 triệu tiền sinh hoạt còn cô nấu ăn và tranh thủ thời gian ở nhà dọn dẹp cố gắng đáp ứng nhu cầu của chồng ít nhất tuần 3 lần để duy trì hôn nhân. Cốt lõi của hôn nhân là sự chung sức của cả hai vợ chồng, một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, chỉ một người nỗ lực trong một cuộc hôn nhân là không đủ. Cả cô và chú đều là những người làm việc chăm chỉ và khao khát bến đỗ bình yên lúc cuối đời sau khi từng va vấp nên đều muốn cố gắng thêm lần nữa, điều chỉnh để hòa hợp với nhau, là vợ chồng, đó không phải mối quan hệ chỉ được xác nhận trên tờ giấy hôn thú. Đó là mối quan hệ khăng khít, nghiêm túc trong đó hai bên đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ vấn đề cố gắng thấu hiểu những khó khăn của nhau để phần nào buông bỏ những cố chấp của bản thân mỗi người đều sẵn sàng nhượng bộ nhất định cho đối phương bình minh của hạnh phúc sẽ đến tiểu mục chuyện của tôi ghi lại những câu chuyện đời thực trong góc khuất đời sống hôn nhân tình yêu bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư gianchi dân trí com vn câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần trân trọng